Ok, bây giờ ta tiếp tục đi vô cái video tiếp theo là làm cái video cuối cùng là về cấp phát cái mảng động ở bên ngữ lập trình sim cộng. Gì? Có gì má à? Này nhanh nè. Bỏ đi cái biển hết, bây giờ đây si, bỏ đi hết. Rồi, sim cộng. Sim cộng chúng ta sẽ dùng cái gì? Muốn cấp phát là dùng cái toán tử gì? New, nhớ không? Extreme. UC namespace. Tất cả các cái thao tác, tất cả các bài toán mà hôm nay các bạn làm trên bảng tĩnh thì làm trên bảng động y như vậy. Nó chỉ khác nhau về cái khiêm và cái xóa. Tại sao khác nhau về khiêm và xóa? Là bởi vì khiêm và xóa khiêm vô. Ví dụ đầu tiên cái mảng nó có 5 phần tử. Tức ta khiêm một phần tử vô thì làm gì có ô nhớ cuối cùng để nó nới rộng ra đúng không? Để nó lùi. Mảng có 5 phần tử. Muốn khiêm mà mảng 1 phần tử thì làm gì có ô nhớ ở ở cuối để mà nó nới rộng ra, để mà nó dịch đúng không? Còn bên bảng tĩnh nó có, bảng tĩnh ta khai báo ra mảng có 100 phần tử thì nó có cái ô nhớ, nó còn ô nhớ để nó sao nó lùi. Còn mảng động là cấp phát ra 5 phần tử thì mảng nó chỉ có 5 ô nhớ hả? 5 ô nhớ người ta thêm vào mảng nó 1 phần tử nữa thì sao nó thêm được? Chúng ta phải nới rộng cái gì? Nới rộng cái vùng nhớ ra một ô để ta dịch. Nhớ 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 cái thao tác thêm xóa đó không? Ở hình dung đi. Nó khác nhau chỗ đó. Còn tất cả thuật toán sắp xếp y hệt như vậy là hết, không khác gì hết. STD. Rồi, nhập mảng, sức mảng cái này sao? Chỗ này là CL. Nhập phần tử. Rồi, CIN. AI. Sức mảng. CL. AI. Rồi, xuống đây, bỏ ID hết. Này không quan trọng. Rồi, bỏ đi, bỏ đi. In sao A. Khai báo con trỏ A. Quản lý mảng động. Quản lý mảng động. Cấp phát ra vùng nhớ con trỏ A. Bỏ đi. Bỏ đi. System bow. Cái này ta giải phóng con trỏ là dùng lệnh delete. Đẻ lẻ tẻ. À. Giải phóng mảng động. Nghĩa là giải phóng cho con trỏ. Giải phóng con trỏ. Rồi, in n. Nhập số lượng phần tử mạng n. Cấp phát ra vùng nhớ mảng động cho con trỏ quản lý. Nhìn kỹ này nè. Cái si người ta hiểu và biết thôi. Ta tập trung vẫn là cái si công cộng, nắm được chưa? Bên đây là dùng tính lịch toán tử gì? New. New như thế nào? A bằng new, cú pháp là như thế này. Khai báo ra cái mảng này mảng gì, mảng số gì. Cái này sao? Đây là sao? Rồi, khai báo ra cái mảng gì? Mảng số nguyên thì cho là new, in, ngoặc vuông. Ngoặc vuông này là cái gì? Ngoặc vuông này gồm khám số là gì? Chính là số lượng phần tử mảng cần cấp phát. Nếu em muốn cấp phát cái mảng động này có 5 phần tử thì cái chỗ số lượng phần tử mảng cần cấp phát này em truyền là gì? Là 5. Em muốn cấp phát ra mảng này có 10 phần tử thì số lượng phần tử mảng cần cấp phát cái này là 10. Nắm được chưa? Vì vậy chỗ này em ta truyền vào cái gì? Là cái n. Nghĩa là sao? Cấp phát mảng động số nguyên có n phần tử, hiểu không? Đó, đây là cái mảng con trỏ. Cái hàm làm cũng như vậy thôi. New là nó sẽ tạo ra một vùng nhớ có gì n ô nhớ, sau đó trả về cái địa chỉ cái vùng nhớ đó và cho con trỏ A này trỏ tới. Nó giống như hệt cái này nè, không khác gì hết.
Nắm được chưa? Đó, anh nói lại là sẽ cấp phát là một new, cấp phát là một vùng nhớ gồm có NU nhớ liên tiếp vào vùng nhớ máy tính. Rồi nó sẽ trả về cái địa chỉ vùng nhớ đó. Con trỏ A này sao? Sẽ trỏ tới cái gì? Cái địa chỉ vùng nhớ đó. Cụ thể là sẽ trỏ tới cái gì? Cái ô nhớ, trỏ tới cái địa chỉ của ô nhớ đầu tiên trong vùng nhớ đó. Nắm được chưa? Rồi, chạy trình thôi. Và có cấp phát thì phải sao? Phải có giải phóng. Nếu không giải phóng một hồi sao? Chương trình bạn kết thúc. Khi cái gì? Cái vùng nhớ các bạn vừa cấp phát này nè. Nó vẫn còn nguyên ở đó. Nó không hề bị giải phóng đi. Thì khi cái gì? Các bạn làm thế là nhiều quá, các bạn làm 1.000 phần tử, 2.000 phần tử đi, nó treo máy luôn. Nghe nó không còn bộ nhớ để cấp phát nữa, nó sẽ bị treo máy. Bởi vì đây vùng nhớ do nhiều người lập trình gì? Quản lý. Không, cấp phát vùng nhớ con trỏ nói chung, malloc, kenlock, reloc và những cái hàm. New là toán tử. Là cấp phát xong phải có giải phóng. Không giải phóng sẽ bị lỗi. Ví dụ chúng ta làm cái chương trình nó đơn giản cái này có 5-10 phần tử thì nó không ảnh hưởng. Bởi vì 5-10 phần tử nó có 50 byte, mấy chục byte à. Không ảnh hưởng. Khi ta làm chương trình nó lớn đi, nó cần là mấy ghi bay đi, nó cần mấy ghi đi, thì khi đó thì sao? Chúng ta không lấy, chúng ta không thu hồi về, khi cái vùng nhớ đó nó nằm đó hoài luôn, nó nằm hoài nó sẽ bị ảnh hưởng đến vùng nhớ. Vậy sẽ có cấp phát là phải có giải phóng. Nhớ câu đó, rồi chạy thử. Y như vậy thôi, mã có 5 phần tử, có cấp phát là phải có giải phóng. Bởi vì cấp phát thì cái vùng nhớ cấp phát nó nằm trong vùng nhớ heap segment, vùng nhớ heap segment là vùng nhớ không do CPU quản lý, do người lập trình quản lý. Người lập trình quản lý nghe sao? Người lập trình quản lý nghĩa là người lập trình cấp phát ra không dùng nữa thì phải có cái lệnh delete đi, có cái lệnh giải phóng đi để cho bộ nhớ nó biết ừ cái vùng nhớ đó anh không dùng nữa, nó sẽ đi thu hồi về. Phải báo cho nó biết, nắm được chưa? Còn không báo nó không biết. 1 2 3 4 5 mảng 5 phần tử. Đây là mảng mình số quyền. Như vậy thôi. Nó chỉ khác nhau cái thêm cái xóa thôi. Bây giờ anh sẽ cho các bạn cái bài tập về nhà các bạn làm. Mà bạn làm trên bản động, vừa làm trên C vừa làm trên C cộng, nói cho nó quen đi, nó nhường nhuyễn đi, nắm được chưa? Rồi hôm sau sẽ giải hướng dẫn các bạn cái gì, cái thêm cái xóa. Rồi thì cái mảng động nó là như vậy thôi. Nó nhớ nè, có cấp phát là phải có giải phóng. Các bạn ăn là các bạn phải đi đổ vỏ, đừng để người khác đổ vỏ. Nắm cho đó chưa? Giống như vậy đó. Ăn cái gì phải chịu trách nhiệm. Nếu như ta sử dụng nó, ta phải có trách nhiệm với nó. Rồi như vậy.